Rồi, chào các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ review một cái con fix mà mình rất là thích của bên game, đó là game Witcher 3. Đây, chúng ta có cái game The Witcher 3 Wild Hunt Red Battering a Griffin, gọi là con này là con Griffin, nó là con nửa thú, nửa ở lòng nửa sư tử, nó là sư tử có cái đầu chim. Và Witcher 3 là một cái thương hiệu của CD Projekt, là cái hãng làm cái game này các bạn, CD Projekt Red. The Witcher 3 là game nói về một anh chàng Witcher đi chinh phục thế giới. Chung thì đây là một cái mình vẫn chưa chơi hết game này, mặc dù game này là được Game of the Year khoảng năm, nói chung nó là Game of the Year đó, của khoảng năm 2013, 2016 gì đấy, hình như là năm 2013. Game rất là đẹp và có nhiều cảnh rất là hấp dẫn trong game này. Và collector này là collector của Xbox, và mình có được cái con Viggo như vậy. Và cái con Viggo này được nói nó là được sơn toàn bộ từ trên xuống dưới, tất cả từng và mọi chi tiết một, tất cả đều là những chi tiết sơn, không có chi tiết nào gọi là đúc nhựa ra cả. Đấy, quay cho các bạn xem. Đây là con boss đầu tiên của game mà chúng ta phải trải qua. Game này có việt hóa rồi đấy, bạn nào có máy mạnh mạnh thì mình có thể chơi được cái game việt hóa này, rất là đẹp nhá. Và nó là collector này, nếu mà bây giờ các bạn mua con này thì chèm chèm giá cũng khoảng trên 20 mấy triệu một bộ collector như vậy. Xbox thì nó sẽ đẹp hơn là do nó có thêm một cái bản đồ da, còn PS4 thì không có, nó chỉ có, nhưng mà collector con này thì đang rất là đắt tiền. Đắt tiền, con này lúc là mình mua là hàng reorder, có nghĩa là mình mua khi mà mình đã chơi cái series phần 2, mình chơi series của phần 2 của con này và mình thấy nó cũng hay và mình đã mua phần 3 và nó trở thành game of the year. Các bạn, là game này là game đồ họa đẹp nhất của thời điểm năm đó, rất là đẹp nhé.